Hôm nay đến lịch đi làm hai full lần hai, lên lết đi từ quận 9 lên quận nhất mất hơn 1,5 tiếng, mà đến nơi thì cái máy hai full nó lại bị hỏng. Thế là tôi được gợi ý để làm RF đỡ rồi 2 tuần sau lên đi lại hai full sau. Dành cho những ai chưa rõ thì hai full và RF thì đều là hai cái dịch vụ nâng cơ mặt, nhưng hai full thì có tác dụng tốt hơn và lâu hơn, khoảng 6 tháng đến 1 năm mới phải đi lại một lần, còn cái RF thì 2 tháng đã phải đi lại một lần rồi. Hai cái dịch vụ RF và hai full này thì giá 1 năm là 45 củ, chỉ khác cái số lần đi là 1 năm RF phải đi tới 12 lần, còn hai full thì chỉ cần đi 2 lần thôi. Tôi làm trước một bên mặt cho mấy bà coi hiệu quả nha. Kết quả này, mọi người thấy là cái bên được làm nó đã săn hơn, bê lai hơn đúng không? Nó thon gọn hơn rất là nhiều. Cái hiệu quả của cái phương pháp RF hay hai full này theo như bác sĩ tư vấn thì sẽ kéo dài được khoảng từ 1 năm đến 1 năm rưỡi. Nhưng mà đối với tôi là một cái người mà đã gọt hàm và hạ gò má rồi, hoặc là cũng có thể là do ngoài 30 nên là tôi thấy là cái tình trạng chảy xệ của tôi nó nhanh hơn bình thường. Có khi là chưa đến 1 năm thôi đã thấy cái mặt nó tròn ra rồi da thừa nó chảy xuống rồi. Ok, bây giờ làm tiếp nửa mặt còn lại. Và đây là kết quả nè em. Hẹn mọi người lần tới tôi ghé làm hai full lần 2 thì sẽ có clip cho mọi người coi tiếp nha. Bye.